Rồi, xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em. Đó thì hôm nay em có cái bếp từ La Tiêu Lan, em thanh lý cho các bác. Đó thì bếp này của nó là đừng tất cả nó công suất là 2 kVA nhé. Đó thì trên này là 1 thì 2 kVA bếp hồng ngoại. Con này size 60 nhá, là bếp từ âm. Đây là một cái ổ Toshiba. Đó, ổ cắm của nó để cắm vào cái bếp từ này. Đó. Cái này em bán là em tặng luôn cái này. Đó. Giá cái này thị trường tầm 300 ngàn một cái. Đây là lò nướng của nó. Đây là sử dụng phím sử dụng. Thì bác nào biết con này rồi thì không phải đấy đó, em bao chạy các bác nhé, khỏi suy nghĩ. Thì con này bây giờ em nói thật bác là em không còn điện 200 mua để em thử nữa. Nó ở tận dưới nhà cơ, mất công em vác cái này xuống rất là nặng để trên cái sân trên đầu này em. Đấy, nhìn thông số của nó nhá. Là thì nó model rất có đầy đủ luôn nhá. Rồi, thì cái này em báo giá với các bác nhá. Giá của nó là 3 triệu 600 ngàn. Nó gọi là 3 triệu 6 nhá, không bao gồm phí chuyển của công COD luôn. Đó, tặng kèm cái ổ này, ổ chỉ giá 300 ngàn. Để cắm cái này vào nhé. Đó. Đó. Thì cái ổ này các bác thấy nó sẽ gắn lên tường. Đó. Còn gắn đâu thì các bác cứ gắn. Đây. Đó. Đó. Rất là tiện dụng. Rồi, xin chào các bác nhé. Video của em đến đây là tạm dừng. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào mua có nhu cầu thì liên hệ nhanh. 3 triệu 6 không COD, không phí vận chuyển. Hẹn gặp lại các bác.